Theo đó, hai đối tượng bị nắm giữ là Hoàng Văn Bốn 1984 và Ngô Đình Phước 1992, cùng trú tại làng Mạc Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh. Trước đó, chiều 26 tháng 10, một số giáo viên tại một trường trung học cơ sở trên địa bàn làng Mạc Vạn Ninh đã dẫn hai cháu G, T, N, L 2005 và T, T, 2005 trú cùng làng Mạc đến trình báo về việc cháu S bị Bốn nhiều lần xâm hại và cháu L bị Phước thực hiện hành vi tương tự. Tiếp nhận thông tin trình báo, Công an huyện Quảng Ninh đã phối hợp với cơ quan chức năng địa phương xác minh làm rõ, đồng thời triệu tập Bốn và Phước lên để phục vụ điều tra. Bước đầu tại cơ quan công an, Bốn và Phước đã thừa nhận hành vi nhiều lần giao cấu với các nạn nhân. Hiện cơ quan công an cũng đã đưa các nạn nhân đi giám định để phục vụ công tác điều tra.